Bây giờ cái trận này thì chơi gì? Gót đỏ. Được chưa? Cái trận vừa rồi là anh em có yêu cầu là ở top 1 thì chơi nó tử tế. Còn bây giờ nói chung là gót đỏ không cần top 1 thì thoải mái luôn. Để chơi gót đỏ thử nào. Gót đỏ thì dễ mà. Tôi thấy có cái gì đâu mà phải chơi để học nhỉ? Mấy cái bộ khó ví dụ như là bộ Insectoid này. Bộ Greater, mấy cái bộ đấy nó khó chơi, chứ còn mấy cái bộ gót đỏ thì qua dê vào phát bán hết cờ đi eco. Đây này, trận này anh em nhá. Ôi trời ơi, tôi bảo chơi gót đỏ mà trận này đúng cho chơi gót đỏ rồi. Đúng như những gì tôi nói. Không có Dark Spirit, điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai có rớt, ok chưa? Điều kiện thứ ba có ca lông, có co là ca lông, không cần quy tập bên, có ca lông được rồi, ok. Và điều kiện thứ tư là có con khan nữa, đủ luôn, cả bốn điều kiện luôn. Ồ, thế đi. Chuẩn rồi, chuẩn gót đỏ top 1 đây rồi. Bài này chuẩn gót đỏ top 1 rồi anh em ơi. Hello cho Kenshin nhá. Mới update thì bây giờ cái game này theo anh được biết thì cứ một tuần là nó update một lần. Lóc lại anh em ạ. Lóc lại. Anh em donate cho tôi qua tài khoản BIDV hả? BIDV thì cái buổi đêm này hình như là khác ngân hàng, thì như là chuyển nó bị muộn hay bị chậm gì đấy, tôi không rõ. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em donate thì anh em có thể donate. Không donate qua BIDV được thì donate qua Momo cũng được anh em. Qua Momo thì nó một phát là đến luôn và tôi cũng biết được anh em donate luôn. Chứ còn BIDV thực ra các anh em tôi cũng có dặn các anh em ở trên kênh ấy là nếu mà donate qua BIDV thì anh em nhớ anh em bảo tôi, bởi vì là nó sẽ bị muộn. Khi mà tôi biết thì nó chắc là nó phải sau 2-3 tiếng cơ. Trận này gót đỏ thật anh em ạ. Đây rồi. Gót đỏ co là... À nhưng không có đồ. Trận này không có đồ. Xin cái Blink không? Xin viên ma lăng. Không có đồ chắc phải eco thật đấy. Nhưng mà nói chung là chơi cái gót đỏ thì anh em cứ vào anh em eco thôi. Game này top 1 99k anh. Cảm ơn Lâm nhá. Game này thì chắc là top 1 rồi anh em ạ. Game này nó lại đúng bài gót của tôi thì nó lại top 1 rồi. Có bờ linh. Thế thì thôi, Agali thì bán con gì? Bán hai con Tinker đi để mua con Agali á. Thôi anh em, bình tĩnh. Làm gì vội thế? Con này 2 sao trong bộ gót thì nó thế giới anh em. Một đối thủ quá mạnh. Thôi, của cậu hết. Ây giời. Nó lại thế này à? Đang định eco. Đang định eco thì nó lại ra cái con này. Chết thật. Ây à. Bài thì cũng không to lắm đâu. Bài bé đâu. Hy vọng thắng rau này. Hy vọng thắng rau này để mua con giơ so. Số lượng át chất lượng thôi. Số lượng át chất lượng thôi. Tầm này chơi số lượng át chất lượng thôi anh em ạ. Cáu thật. Lên 2 sao đi. Lên 2 sao đi nhá. Lên 2 sao nhá, lên 2 sao nhá, lên 2 sao, lên 2 sao, lên 2 sao. Lên 2 sao. Đéo lên.
Bài này gót đỏ không nhỉ? Số lượng át chất lượng à? Thắng được round nữa không nhỉ? Ôi tôi cần thắng round này để tôi mua con này. Nếu mà không mua được thì tôi phải bán con này đi. Con ngọc đi. Lên 2 sao, tinh cơ lên 2 sao đi, bán mèo luôn này. Nếu ổn rồi, round này thua rồi. Bài to quá, chịu. Bài địch cái to quá. Tôi quá nhiều cặp, không lên được hai. Lên hai đi, lên. Con mày lên ạ. Thế thì thiếu một mét. Cần một con mét. Con nào cũng được. Cho xin một mét đi nào. Ủa nào. Bây giờ cần thì con Tinker lên 2 anh em ạ. Cần, bây giờ rất cần con Tinker lên 2. Thằng này 3 mét rồi, mạnh hơn. Về căn bản là tôi có 2 sao nhưng mà nó hơi khèo. Cho xin một con ở đây được, 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 được. Thế này lại được này. Lại được này. Nào sao áp cấp cho một đỏ vào. Thắng một trận đi nào. Chơi đéo toàn thua vậy. Vẫn thua. Thua còn mất nhiều máu này. Ui mẹ ơi, nó kẹp vào toàn đẻ luôn. Sợ thế. Ok. Gót đỏ. Ôm hơi nhiều ấy nhở. Con này nữa. Học cấp. Bài chúng nó to. Và chúng nó quá to. Nhưng không sao anh em. Tí nữa hẹn gặp lại bọn nó ở round 12. Quay trở lại gặp lại bọn nó. Lấy lại chuối. Không sợ. Không có vấn đề gì hết. 3 mét rồi. Mấy cái con đỏ nó vẫn đéo thấy đâu. Cáu thật. Tinker khi bán đi thôi. Bán hai con Tinker. Giữ lại. Nếu bây giờ tôi giữ lại con này thì hơi thọt tiền. Kiểu bây giờ hơi tham. Hơi tham. Mà thôi, kệ đi, cứ giữ lại đã. Từ từ anh em ạ. Chưa biết. Chấp nhận thọt. Tôi chấp nhận thọt. Tôi chấp nhận thọt để tôi đưa được các cái con lên 2 sao. Tôi đánh chuỗi thẳng luôn. Kệ mẹ nó. Anh em nhá, kệ nó đi. Đưa hết lên 2 sao. Chơi chuỗi thẳng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi.
Cảm ơn anh em bóng bàn nhá, bóng bàn Man City. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thế anh em có còn đang xem không? Anh em đang xem, tôi đang chơi cốt đỏ này. Tôi đang chơi cốt đỏ cho anh em xem này. Cho đỏ vào hay cho gì nhỉ? Thảm quá anh em ạ, thảm này chết đấy. Bán mẹ tinh cơ đi, trông có vẻ không lên được. Bán luôn. Thảm quá. Cho móc phù linh lên 2 sao. Tầm này chắc đấm hết rồi. 12 gặp lại thằng kia xin cái chuỗi gái. Tôi đã phải hy sinh rất nhiều tiền để tôi có được cái chiến thắng rồi. 4 đỏ ở đây này. Có lẽ là chúng ta sẽ dẹp mết đi. Có 4 đỏ. 4 đỏ 2 con này là 6. Có lẽ chúng ta dẹp mấy con mết này thôi. 12 thì chưa up cấp được. Từ từ đã. Một round nữa, một round nữa, một round nữa. Tôi đổi tên thôi, tên cũ là Lê Vương Anh. Quen. Ui, hóa ra là anh em Lê Vương Anh à. Trời ơi, nhưng mà anh em cũng lâu rồi anh em chưa xem tôi. Anh em công nhận đi, anh em công nhận cái điều này đi. Là anh em cũng lâu rồi anh em chưa xem. Thôi, ghép đồ thôi anh em. Lâu lắm rồi mới gặp anh em. À cũng chưa ghép được, đồ này cũng đều ghép được, từ từ đã. Đồ chả có cái mẹ gì ghép luôn. Chứ có đỏ mà, ghép chém lan thì lại không đúng. Up cấp lên, cắt chuối hai thằng kia anh em ơi. Đến lúc rồi. Ở level 7 chúng ta chơi được con này, cho con này vào. À, 4 đỏ, 4 đỏ, 4 đỏ. Mèo gánh à. Tinker lên được 2, so lên được 2. Nhưng mà bán mẹ hết rồi, chán thật. Chán thật sự. Bạn ơi cho tôi gặp cái thằng kia đi. Được không? Cho gặp cái thằng kia đi nào. Cho gặp thằng có chuỗi đi, xin cái chuỗi cái. Hay là để chắc chắn ăn được cái chuỗi này tôi ghép được cầm đánh luôn nhỉ? Ghép được cái cầm đánh đúng không? Tôi thì tôi muốn để dành cái ba tia cho con ca lông anh em ạ. Nhưng mà nếu mà gắt quá thì chắc là sẽ cướp để lấy cái chuối. Ghép cấm đánh để cướp chuối. Gắt quá ghép luôn. Không gặp chứ. Hay nhỉ. Đang có chuỗi luôn này. Tôi cũng đang có chuỗi. Càng quá. Ui gặp thì gặp sớm đi. Mẹ gặp buồn nó 6 bit kia thì đấm thế đéo được đây. Ui còn Doom kìa. TB thôi chết rồi, khó rồi. Đéo bao giờ lấy được cái chuỗi của thằng kia luôn. Gặp thằng Tùng 88 thì còn có cửa. Gặp thằng Tùng 88 còn có cửa chứ còn cái thằng beat kia thì đỡ đéo được đấy. Đỡ thế nào ấy nhở. Trông bài to vãi. Cáo ra rồi. Người lướt lên được 2 còn có cửa nhá. Tôi xin con người lúc 2.
Ui, đồ chán thế. Đội hình này của tôi đang không có đam anh em ạ. Tôi sợ là tôi cũng chả có cửa đâu. Thôi chết rồi. Đồ thứ này thì... Ui, người lúc 2 này. Có cửa, có cửa, có cửa, có cửa, có cửa. Có cửa anh em ơi. Ui, đó, cướp được. Bán này đi. Ok. Người lúc 2 thì còn có cửa. Chưa gặp. Ôi kìa. Cắt chuôi một thằng đã. Cắt chuôi được một thằng đã. Từ từ đã. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hết tiền mà. Tôi hết tiền phải cho tôi cái chuỗi chứ. Đúng thế. Nhanh lên. Xong sắp full beat. Thiếu một con thôi. Ui, con này nó sắp lên 3 sao rồi. Nó chỉ thiếu đúng con gấu bố thôi là nó đủ beat anh em ạ. Gặp sớm đi, ra 17 rồi, đừng để ra 19 gặp. Mẹ, ra 19 gặp là nó biết là gặp thì con nói làm gì. Gặp phải gặp sớm. Gặp sớm thì còn có cơ hội này. Cơ hội top 1 ở đây này. Đéo, cắt chuỗi của nó là không có top 1 đâu. Chắc chắn đấy, thằng này nó beat mà nó xanh thế kia thì khó lắm. Chưa có đỏ. Chúng ta beat kẹp đùm vào khó chơi rồi. Gặp bạn ơi, gặp bạn ơi, gặp nhanh. Gặp nhanh vào đầu cửa. Vẫn chưa gặp. Đừng có mất chuối. Bảo đừng có mất chuối. Ôi ôi, mất mẹ nó chuối, mười mấy chuối cho con thằng kia. Chán thế. Bảo đừng có mất chuối mà ha. Mà thôi, nó có nghe mình nói đéo đâu. Mẹ, thôi đùa, tí nó sang nó lại gặt chuối này của mình. Xong rồi anh em ơi. Bài to thế. Đấy, đến lúc mà nó yếu thì đéo gặp. Bây giờ nó mạnh, nó lên được con sâu 2 rồi kìa. Chó 2, sâu 2. Toàn 2 sao, thích đỡ thì đéo được đấy. Rồi. Ui, bây giờ mới gặp ạ, gặp sau 1 round ạ. Chán thế nhở. Mà còn đéo ăn được không? Ăn được không? Ăn được. Đấy, gặp muộn quá. Ăn được không? Ơ, đừng bảo là đéo ăn được nhá. Ăn được ngay, ăn được mà, ăn được. Ăn được. Tinh tế là ăn được ngay. Tinh tế là ăn được ngay. Đùa. Tinh tế một chút là ăn được. Khổ. Đùa. Để tiết kiệm cho nó. Chơi cái này thì nó hơi khó một tí anh em ạ. Tức là chơi cái kiểu của tôi ấy, thì anh em thấy là lúc đéo là nó còn trong cái tình trạng hết tiền. Thì căn bản là anh phải biết, anh em phải biết được sức mạnh đội hình của anh em ở cái khoảng thời điểm đấy. Tức là anh em có xứng đáng để anh em bỏ ra cái số tiền để anh em sạch tiền không. Anh em có gặt hái được cái gì không thì anh em mới bỏ được. Thì cái kiểu này nó hơi khó. Chơi cái kiểu này hơi khó. Nó giống cái kiểu chơi Bitcoin đấy, đầu tư nó hơi khó. Mà nếu mà anh em chơi thì anh em cứ eco mẹ luôn. Từ đầu anh em chơi quát đỏ thôi anh em ạ. Chơi rồi nó cướp được cái ấy. Nó cướp được cái con nước của tôi. Khả năng là thua ở đâu này rồi. Mất chuối mẹ canh thế nhờ. Có mất không? Mất rồi, mất rồi, mất rồi, mất rồi. Mất chuối rồi. Vừa mới chém gió. Gáy tí thôi. Cái gì căng. Ủa. À. Cáu thế nhờ. Vừa gáy tí, thể hiện cho anh em tí, mất mẹ chuôi luôn. Rồi ôi. Không mất ở round 19, 18 mà lại mất ở round 19.
không để ý. Không ngờ để ra quái không cay thế nhờ. Ủa, xong rồi lại thọt tiền rồi. Thọt tiền rồi. Không hiểu kiểu gì. Bực thật. Không làm sao ấy. Mỗi lần có cái gì đấy hơi tinh vi một tí là như rằng mất mẹ chuỗi luôn. Bao nhiêu lần như thế rồi. Chơi cái buồng góc đỏ này anh em cứ eco thôi anh em ạ. Ôi đồ này, trận này không phải góc đỏ. Cái trận này là đồ ấy. Không được, anh không mua. Đồ trận này nó là không phải góc đỏ anh em ạ. Nên lên 9. Kẹp thêm con này vào để cho áp. Lên 9 luôn anh em. Lên 9. Chưa biết lấy cái gì, có thể là sẽ lấy cái chống hồi máu đấy anh em ạ. Cái món đấy nó tí nó đánh với cả beat. Cần cái chống hồi máu. Yên nào, có thằng có chuỗi kìa. Có thằng có chuỗi anh em ơi. Ui nhưng mà đéo có cửa ăn thằng đấy đâu. Thằng đấy 6 bit rồi, chịu. 6 bit thì không chơi được thật. Khó. 6 bit kia thì bao giờ có ca lông mới chơi được. Cơ giờ trận này có bom không nhở? Trận này không có bom. Đồ chắc là để dành cho ta lông. Từ từ đã. BKB thì cũng từ từ đã. Đến sau. Ê thằng này nó cướp được con heo kìa. À, anh em mới cưới vợ, chúc mừng anh em nhá. Thực ra thì anh em nói đến cái beta trong cái trò này, tôi nói thật với anh em là cái tầm này ấy thì úi rồi. Cái tầm này thì beta nó thay đổi theo tuần anh em ạ, nhưng là anh em cứ bình thường thôi. Thay đổi theo tuần ấy mà. Thôi bây giờ chơi gót thôi anh em, đủ rồi, đủ bộ rồi. Gót thôi. Buồn gót à. Thừa một đỏ. Đủ đấy. Bốn gót năm đỏ, thiếu một đỏ. Thiếu một đỏ thì cho tạm con gì vào cho nó một khỏe nhỉ. Có bị hút mana đến chết cả. Không sao, giữ máu được. Tầm này. Nói chung là cái tầm này thì mất máu này nó ít tí mà. Không sợ. Thậm chí là tôi có thể cho con này vào chơi 4 đỏ mà. Đằng nào cũng chơi 4 đỏ nữa. Cho con này vào luôn. Giữ máu. Thằng sai bị thằng nào đẩy vào kinh kia. Thằng sai bị đẩy kìa. Cái game này bây giờ ấy, nó thay đổi theo tuần anh em ạ. Cứ tuần nó lại update một lần. Nên anh em cứ thoải mái đi. Anh em chơi meta thì thực ra nó cũng đéo có meta đâu. Tuần sau nó lại đổi mà. Thôi tích tiền lên 10 rồi. 26 lên 10 rồi. Tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi anh em ạ.
Tí nữa cho xin con rớt 2 nữa thôi là xong. Trò chơi là kết thúc. Tầm này đương nhiên là sẽ mất máu khi mà chưa form được đủ bộ 6 đỏ. Thì cái bộ 4 đỏ là cái bộ lỡ cơ. Chỉ mạnh ở round từ round mười mấy từ round 7 đến round round mười mấy thôi. Chứ còn tầm này phải đủ 6 đỏ đã anh ạ. Thường là từ cái round thứ 11 ấy, nếu mà Eco thì round 11 đã đủ 4 đỏ rồi. 4 đỏ kết hợp với cả hai god với cả một cái con co. Đấy, chơi bình thường là sẽ chơi như thế. Chơi theo cái kiểu gọi là rất là bình thường luôn đấy. Gọi là đúng sách giáo khoa đấy, là sẽ chơi như thế nhá anh em nhá. Ở cái level 7 chúng ta có 4 đỏ kết hợp với cả một con Water Spirit và hai con god. Đấy. Thì nó sẽ là như thế. Thì cái tầm đấy đến level 8 là 4 god kết hợp với cả 4 đỏ và một con co rồi. Đấy. Nhưng mà tôi kết hợp với cả con mèo. Trận này tôi kết hợp 4 đỏ với con mèo thì nó vẫn gỡ được đam với cả nó cũng khá là ok. Anh em thấy là tôi giữ được máu khá nhiều, bây giờ vẫn 73 máu rồi đó. Anh em thấy ổn không? Nhưng mà có điều là dùng tiền ở giai đoạn đầu thì nó hơi nhiều đấy. Cái quả là chơi hơi nhiều, chơi nói chung là cũng khá liều. Bởi vì phải ôm nhiều, chơi cái bộ đấy phải ôm khá khá. Dây chuyền lucky rất tốt. Cần đấy. Đây rồi. Grab trước luôn. Mấy cái này chưa lấy được. Nó còn phải tùy. Round này lên 10 luôn không nhỉ? Thực ra lên 10 bây giờ thì cho Eco vào. Ok luôn. Tầm này lên 10 thì cũng được rồi. Nhưng mà cho con Eco vào đó. Hợp lý luôn anh em ạ. Quá hợp lý luôn. Cho Eco vào quá hợp lý. Đẩy nhiều đấy. Đẩy nhiều đấy bạn ơi. Ba con Eco cơ mà. Hồi máu cao này. Tôi có một lần bất tử. Ok. Ui rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây. Vừa mới có một cái hồi máu cao thì nó lại ra đủ bộ luôn. Ok. Vào đi bạn ơi. Rồi nha. Tầm này thì bán Water Spirit đi. Đủ đỏ. Ok. Đồ này chưa lấy được anh em ạ. Có thể là cái MOM hoặc là cái hút máu. Tùy xem là nó ra ở cái round tiếp theo ấy. Round 30 ấy. Nó ra cái món đồ gì tôi ghép sau. Ghép được cái gì sẽ ghép. Ổn rồi. 9m chết này. 9m chết thì sẽ không cần BKB. Không cần BKB nữa. Giáp da bò. Chống lé à? Chống lé để đánh với cả bọn ấy. À vẫn cần phải có BKB anh em ạ. Thế này là vẫn phải có BKB. Chống lé cũng cần luôn. Thôi đợi nhanh em nhá. Cần hết. Cần hết mới gọi là dã man. Ở đây vẫn còn thằng 9 ép. Vẫn còn một cái thằng 9 ép nữa anh em ạ. Tức là chúng ta sẽ phải dùng hết. Rồi, có ca lông không sợ beat nữa. Tầm này không sợ beat nữa. Có ca lông 2 tia rồi. Đao sau có cái 3 tia thì tôi hoàn toàn không sợ mấy cái thằng này. Không sợ thằng beat. Trận này có cả Khan đúng không? Tôi nhớ là có con Khan, đúng rồi. Thế thì không sợ anh em ạ. Có cả Khan nữa luôn. Late game mà chuyển sang Saman. Đấy, tôi biết ngay phải có cái chống, cái que anh em ạ. Cái que chống hồi máu. Chống hồi máu, gấp. Rốt 2. Phải có que chống hồi máu ở đây. Giáp băng. Giảm hồi chiêu.
Ăn được, yên tâm, beat thì ăn được. Beat thì làm gì có cửa, beat làm gì có cửa, ăn được bộ 6 đỏ. Không có cửa. Đi rồi. 9 máu. Ok này, bây giờ 9 em chết rồi đúng không? Chỉ còn có beat với Glacier thế là dễ quá rồi, dễ quá rồi. Chống hồi máu là chắc chắn phải lấy rồi. Trận này sẽ phải lấy chống hồi máu. Đồ này từ từ đã. Round này xin cái ba tia nha anh em nhá. Round xin cái ba tia. Con này phải mua tự động không tí sót mất chết. Mất tia rồi. Đúng rồi. Ui. Ra rớt. Rớt 3. Rớt 3. Ăn được không? Ba tia ca lông nhưng mà ca lông 1. Ca lông 1 thì chưa thua. Phải có chống hồi máu. Phải có chống hồi máu thật. Ui vừa ăn này. Ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Lấy chống hồi máu luôn chứ. Hay là trừ máu nhỉ? Tôi nghĩ là lấy cái chống hồi máu luôn đi. Ghép luôn anh em ạ. Món đồ đấy là món đồ bắt buộc phải có để chơi với hai cái thằng còn lại là hai thằng Glacio. Được không? Được không? Được không? Glacier bây giờ nó lại dồn đồ cho cá lông à? Căng nhỉ? Ui. Thế thì không ăn được. Cá lông 2 à? À, được đấy. Đối thủ, đối thủ, đối thủ. Đối thủ đấy rồi. Kiếm con ca lông 2 anh em ạ. Khoan. Đây rồi em ơi. Luôn mấy cái lưỡi ông này. Luôn mấy hết tiền đi. Tôi vẫn còn một cục máu đỏ nữa thì chắc là yên tâm luôn. Yên tâm bạn ơi. Bây giờ ca lông có 3 tia mà ca lông 2 rồi. Thế thì áp đảo rồi, áp đảo đối thủ. Hôm nay đối thủ không có cửa. Đấy là lý do sao tôi bảo là trong cái trận đấu mà anh em chọn gót đỏ nó phải có con ca lông. Ôi đập ca lông rồi kìa, ca lông 3. Ca lông 3 chăng? Từ đã. Trứng này cho con này. Ơ thừa con gì ấy nhở? Ở đây. Bỏ cái này đi. Học hồi chiêu cho ca lông anh em ạ. Con này có cầm đánh. Con này có cầm đánh. Ui, con cá lông của tôi bị chói.
Nó lông bị chói mẹ. Đùa đấy anh em. Đùa đấy. Bình tĩnh. Sở tôn Saman lên 2 sao chuyển về Saman, bộ Saman. À nhưng anh em muốn tôi chơi gót đỏ đến cuối luôn không? Chơi gót đỏ đến cuối luôn hả? Hay như nào? Anh em muốn tôi chơi gót đỏ đến cuối hay là anh em muốn tôi chơi chuyển như nào để vô địch? Thực ra trận này gót đỏ đến cuối, đây là gót đỏ thì vẫn vô địch được. Bình tĩnh. Chơi như này thì cũng vẫn vô địch rồi thôi. Bộ này không sợ đâu. À con rớt lại thiếu ma lăng nên là nó không giật được. Thiếu một viên ma lăng. Đây ma lăng này. Xin cái Blink nhá. Rau này xin cái Blink. Kiếm cái đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Ra vừa rồi là bị lỗi. Bị lỗi. Lỗi chút. Do nó không giật được ấy. Do nó không có ma lăng nên nó không giật được. Ui mẹ, con rớt tôi bị gì ấy rồi. Ơ kìa, sao bị hack cái này? Sao bị hack này? Vẫn ăn này. Ok, ok, ok. Ok. À, hello, chào mai nhé, lâu lắm các em. Thực ra cái gót đỏ của gót Saman bộ nào mạnh hơn thì chưa biết anh em ơi, nó tùy trường hợp chứ. Nó tùy vào trường hợp chứ. Ok. Thôi xong rồi thằng này đẩy đi một mớ 37 máu chết luôn không? Chết luôn không bạn? Chết luôn bạn ơi. Chết luôn không bạn ơi. Ơ đây là ấy à? Bóng 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 bóng. Đéo phải người thật. Bóng đéo phải người thật anh em ạ. Bóng bóng bóng. Tưởng chết luôn. Tôi vẫn còn một cái cục máu đỏ. Bây giờ rau này mà đẩy một phát cái thằng beat đi luôn này. Cho đỡ rắc rối này. Sau này TB3 thứ chết. TB3 nguy hiểm. Được chưa? Thôi thằng này đẩy rồi. Ơ à, cái đéo gì mà hoặc cóc được. Sao hoặc cóc được con đằng sau? Ơ không sao, thằng này đi rồi. Thằng này chắc đi rồi luôn. Ui anh em nhìn tôi đẩy đấy thằng kia kìa. Còn 5 máu. Trong cái round vừa rồi em kinh khủng chưa. Ui rồi tôi. Thế này thì mấy cái trận top 1 liên tiếp này thì nguy hiểm quá nhờ. Chơi kinh quá nhờ. Tấn cơm này chơi kinh thế. Tấn cơm này chơi kinh quá. Chơi như này thì làm sao đối thủ có thể đỡ được. Chơi này đối thủ không đỡ được rồi. Ê à, Doom à? Cho Doom à? Được chết rồi. Chưa có sự chuẩn bị trước ở đây. Ok, ok luôn. Ok luôn bạn ơi. Vẫn bắn trưởng được. Doom mà con rớt. Tôi có 3 con 5 tiền, sợ đéo thì Doom. Tôi xong rồi, vứt vào con Doom mà thua rồi. Ui rồi ôi. Bọn ôi. Rớt thì còn giật một phát thôi. Cần gì nhiều đâu.
tôi có tận 3 con 5 tiền cơ mà. Thế lý do tại sao đấy anh em? Tại sao lại phải có con rớt? Tại sao phải có con Khan? Tại sao phải có con Ca Long? Đấy, nó có lý do của nó để làm sao để cái bộ đỏ là mắc tinh. Đấy cũng là lý do sao mà tôi không có ý định chuyển sang Saman. Bởi vì cấn đéo thì Saman Doom thế đéo được vào con Ca Long. Có một con Doom, thích phải chơi 4 con Doom như thằng An ấy, ngày trước nó đấm tôi ý. Thì may ra kẹp 4 con Doom vào, mỗi con Doom vào một con, 5 tiền thì may ra mới có cửa đỡ chứ còn. Bây giờ có một con Doom thì nếu mà nó Doom vào con Ca Long thì tôi còn con rớt. Mà nó Doom vào con rớt thì tôi lại còn con Ca Long, mà có khi nó lại Doom vào cái con này cơ. Mà Doom vào cái con Squire này này, làm gì có cửa. Nghỉ một phút, anh em nhá, đi vệ sinh phát.